Chào mừng mọi người đã cùng quay trở lại với kênh của anh Duyên Audio. Ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn một mẫu loa PA di động chuyên nghiệp, hay còn gọi là dòng loa cột, bán chạy nhất trong phân khúc với công suất 1000W và chất lượng âm thanh ấn tượng. Đó là mẫu loa Evo 50 của Electro Voice. Nhắc đến Electro Voice, một thương hiệu Mỹ đã quá nổi danh với những dòng loa và micro professional, đặc biệt là những sân khấu, buổi biểu diễn hàng đầu của những nghệ sĩ nổi tiếng trên thế giới. Chính vì vậy mà em loa Evo 50, dòng loa PA thế hệ mới này cũng được thừa kế đầy đủ những công nghệ độc quyền và chất âm đặc trưng đã làm nên tên tuổi của Electro Voice. Đầu tiên khi nhìn vào đây, chúng ta có thể thấy là Evo 50 có một vẻ ngoài đơn giản, nhỏ gọn nhưng vẫn thể hiện được sự góc cạnh chắc chắn. Loa cao tầm 2m với cấu tạo là một loa súp ở dưới, một loa thanh ở trên và khớp nối ở giữa. Và các bộ phận này thì đều tháo rời, xếp gọn vào, dễ dàng di chuyển đến nhiều vị trí. Và chúng ta cũng chỉ mất chưa đến 5 phút để cài đặt và setup hệ thống này. Rất đơn giản phải không nào? Và đây phía sau này chúng ta có thể thấy được sự tiện lợi của loa khi tích hợp sẵn một mixer mini cho phép điều chỉnh và thao tác các tính năng của loa và cổng mic vào. Chúng ta sẽ đi vào thiết kế của loa. Với loa subwoofer có một thiết kế nhìn khá hầm hố như các kiểu loa sân khấu chuyên nghiệp. Loa trầm này có củ loa 12 inch, 500W cho tiếng bass cực căng và phải nói là nghe dòng nhạc EDM, dance, TikTok, nhiều bass điện tử nghe cực phê các bạn ạ. Đi cùng với thùng loa sub là hệ thống gồm 8 loa con 3,5 inch ở trên này. Và ở đây ta thấy hãng rất kinh nghiệm khi sắp xếp hệ thống loa array theo dạng hình cung như thế này, để đảm bảo được góc phủ âm thanh rộng khi mà chúng ta sử dụng cho những không gian lớn có nhiều người nghe. Và với một hệ thống có tổng công suất lên đến 1000W thì Evo 50 dễ dàng đáp ứng cho các không gian sân khấu, phòng họp, hội trường lên đến 200 khách và sẽ mang lại công suất vượt trội gấp đôi khi chúng ta ghép hai loa cùng một lúc. Một trong những điểm nữa không thể bỏ qua khiến Evo 50 xứng với mức giá 50 triệu bán rất chạy, đó chính là tính đa năng của loa, dùng cho nhiều nhu cầu, nhiều không gian khác nhau chỉ với một mẫu loa nhỏ gọn như thế này. Kết nối Bluetooth không dây cho phép chúng ta dễ dàng phát nhạc qua các phần mềm nghe nhạc trực tuyến hay là hát karaoke online từ YouTube, qua điện thoại hay Smart TV đều được. Với cổng vào XLR ở đây thì chúng ta có thể kết thêm với micro để hát karaoke tại gia rất tiện lợi mà có được chất âm chuẩn, cực hay như các dòng loa Pro chuyên nghiệp. Ngoài ra chúng ta còn có thể kết hợp với đàn guitar để chơi một hệ acoustic đơn giản gồm một ca sĩ và một đàn, áp dụng cho những buổi chơi nhạc live band acoustic tại không gian nhà hàng, cà phê, đêm nhạc rất phổ biến hiện nay. Và như mình có nói, với công suất 1000W thì Evo 50 có thể dùng cho không gian phòng họp, hội trường lên đến 100 khách của các công ty, văn phòng, sự kiện, dù là trong nhà hay là ngoài trời. Và loa cũng có sẵn chế độ speed để đảm bảo chất lượng âm thanh phục vụ cho những buổi họp, thuyết trình và workshop. Muốn ta
Với những tính năng vượt trội cả về thiết kế lẫn công nghệ như mình vừa kể trên, Evo 50 của thương hiệu Mỹ nổi tiếng trong lĩnh vực đồ professional Electro Voice thực sự là một mẫu loa toàn diện all-in-one, đáp ứng mọi nhu cầu từ karaoke gia đình đến live band acoustic đến âm thanh cho các sự kiện hội trường. Nếu các bạn quan tâm đến dòng loa Evo 50 và các mẫu loa cột khác, hãy liên hệ ngay đến Anh Nhiên Audio, luôn có sẵn hàng các dòng loa cột, loa professional của các thương hiệu hàng đầu. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau.